Em có mang tấm hello dầm chiều hôm. À, giờ này nước cũng đang lớn, rất là nhiều ghe tàu chạy rất đẹp. À, đằng xa có cái chiếc ghe này chạy rất là lẹ luôn, chạy bằng máy xe. À, những chiếc ghe mà chạy bằng máy xe thì tốc độ rất là lẹ luôn. Và đây là một chiếc ghe bơm cát, bơm cát tặng rất là tặng. Lấy đi con, bỏ túi vậy cho đi. Hôm nay em chở mẹ em đi, tính đi qua Cồn Thế Sơn chơi, nhưng mà trời hôm nay có thể là mưa râm râm á, không biết có qua bên đó được không ha. Đi với mẹ em. À, hôm nay lâu lâu chở mẹ đi chơi một bữa, nhưng mà trời lại không đẹp lắm. À, trời mưa râm râm đây sóng. Sóng nó vỗ vào nè. Giờ này mà nước lớn, ghe tàu chạy nhiều, sóng vỗ vào bờ. Ồ, chiếc ghe này cũng chạy máy xe nè, rất là lẹ luôn. Bến này nha, đây là bến đò Dàm, Dàm Kỳ Hôn. Đường này cũng là đi qua bên Mỹ Tho. À, bên đây là xã Sơn Đông, qua mé bên kia là đường Mỹ Tho nhé. Chỉ là cặp bến nè, trông rất là đẹp. Quá là nhiều ghe tàu xà lan chạy luôn, đó là chiếc xà lan bơm cát mà chạy. Mẹ quay cảnh đẹp quá, mẹ quay cảnh đẹp quá hả? Mẹ quay gì mà làm video ngắn cũng đẹp nữa. Nước lớn lục bình nè, lục bình quá trời lục bình luôn. Trời ơi, xà lan bự à. Bây giờ cặp bến Mỹ Tho rồi, chạy lên thôi. Quá trời cái xà lan chở đá to luôn. Quá sao màn hình nó xíu vậy? Phải quan quay không? Phải mẹ quay không? Màn hình nó xíu vậy? Cái màn hình nó xíu vậy? Rồi mà. Đang quay nè, đang quay nè. Mẹ đưa vậy hư rồi. Đang quay nè. Mẹ nói hư. Sao nó hẹp kìa vậy? Sao nó hẹp lại kìa?
Thôi, đò rời bến rồi. Bây giờ đò bắt đầu rời bến rồi.